Hello, hello, xin kính chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của Đức Vũ Cuộc Sống Ví tại DMV. Xin kính chúc cho tất cả quý cô chú anh chị và các bạn cùng với gia đình của mình luôn thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Nếu quý vị các bạn đang xem kênh của Đức Vũ Cuộc Sống Ví tại DMV và quý vị biết rằng đây là kênh chuyên chia sẻ tất cả các cái đời sống ở Mỹ, định cư, rồi visa định cư, rồi những cái trải nghiệm cuộc sống ở Mỹ, thì đây chính là kênh mà quý vị các bạn đang tìm kiếm. Nếu quý vị các bạn nào chưa đăng ký thì vui lòng hãy đăng ký, để khi mà Cuộc Sống Mỹ tại DMV có video mới, quý vị chúng ta sẽ được xem cập nhật các thông tin mới nhất ở Mỹ. Và hôm nay Cuộc Sống Mỹ tại DMV sẽ chia sẻ với quý vị các bạn về văn hóa hội nhập cũng như tìm hiểu về cuộc sống ở Mỹ. Và có nhiều người nói rằng bây giờ hiện tại nước Mỹ đang là bị cái dịch COVID đã làm cho toàn cả nước Mỹ, và nào là bạo động, nào là tất cả các nơi. Vậy thì có nên là một cái nước đáng sống hay không? Thì đây là những cái điều giải thích vì sao nước Mỹ là một quốc gia vẫn còn đang rất là nhiều người muốn đến để sống. Và đó là 6 điều để giải thích rằng nước Mỹ là một quốc gia đáng sống nhất thế giới. Rồi bây giờ thì xin chào quý vị và các bạn, hãy nghe câu chuyện như thế này quý vị các bạn. Đây là 6 điều. Thì có một tác giả của một cuốn sách đó là Nước Mỹ Cũng Hoang Đường nói với chúng ta một vài câu như thế này trong quyển sách Nước Mỹ Cũng Hoang Đường. Trong xã hội này, bất kể có chuyện gì xảy ra, bạn cũng rất khó cảm nhận được hoàn cảnh bế tắc không lối thoát. Bạn không bị buộc phải đi kiện cáo khắp nơi, kiện cáo khiếu nại khắp nơi, và người Mỹ không hiểu khiếu nại là gì. Không bị buộc phải phạm tội, mà luôn luôn có một con đường đang chờ đợi bạn. Chẳng phải đó là một cái hình mẫu của một xã hội lý tưởng hay là sao? Khi người dân quả thực không còn mối lo sợ về sinh tồn nữa, thì họ mới có khả năng truy cầu hạnh phúc chân chính. Thưa tất cả quý vị các bạn, vậy thì tại sao nước Mỹ có thể xây dựng được một cái xã hội kiểu như thế? Tại sao người Mỹ lại thực sự không có bị áp lực sinh tồn? Hay là không có mối quan hệ ở đằng sau đó, hoặc là không có sự lo lắng ở đằng sau đó? Quý vị cứ suy nghĩ xem là nước Mỹ có những cái sự lo lắng đó hay không? Có người nói là có người nói là không. Vậy họ có thực sự là truy cầu một cái sự hạnh phúc chân chính hay không? Vậy thì dưới đây là những điều mà chúng ta hãy cùng tìm hiểu quý vị nhé. Điều thứ nhất đó là gọi là tại sao người ta gọi là thiên đường mua sắm, hoặc là gọi là tiêu dùng. Thiên đường mua sắm ở Mỹ là như thế này. Kính thưa quý vị các bạn, nếu quý vị các bạn mua một đôi giày đi được 2 tuần và cảm thấy mình không phù hợp với chân của mình, thì quý vị các bạn có thể đến cửa hàng trả lại. Nhân viên bán hàng sẽ đưa cho quý vị các bạn 3 sự lựa chọn. Một, đó là một đôi đổi một cái đôi mới. Hai là dùng số tiền để mua một cái sản phẩm khác. Ba là trả hàng, nhận lại tiền. Cơ chế này rõ ràng phải được xây dựng trên một nền tảng văn minh nhất định, đúng không thưa quý vị các bạn? Khi mà một trình độ ứng xử văn minh và ý thức của con người ta không đạt tới một mức độ nhất định thì không xứng đáng được hưởng cơ chế đó. Để duy trì bất kỳ một xã hội tốt đẹp nào thì điều cốt yếu của chúng ta là sự tự giác chứ không phải là pháp luật. Thứ hai là quyền lực và trách nhiệm. Nếu thưa quý vị các bạn, nếu quý vị bị đánh ở một nơi công cộng, hung thủ lại trốn thoát biệt tâm, quý vị các bạn có thể yêu cầu chính phủ bồi thường. Sao lại có thể xảy ra chuyện đó chứ? Rõ ràng là chuyện xảy ra chẳng có liên quan gì đến chính phủ. Nhưng các luật sư ở Mỹ đã giải thích cho chúng ta rằng chính phủ phải chịu trách nhiệm bởi vì có tội phạm làm hại đến quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn bị thương, phải đi khám bệnh, phải tốn tiền về tinh thần, về thể chất, không thể nào đi làm việc được. Tất cả những điều này chính phủ phải chịu trách nhiệm. Và có nhiều người ở nước ngoài, mình nói ở đây nước ngoài có nghĩa là ở Trung Quốc, Việt Nam, hoặc là những người ở một nước khác mà chưa đến sống ở Mỹ, thì họ có những cái suy nghĩ đây là một cái cụ gọi là ngược đời. Lỗi chẳng phải chính phủ, chẳng phải chính phủ đã vẫn luôn trấn áp bài trừ tội phạm đó hay sao?
Các bạn thấy hàng ngày trên TV họ chấn áp, nhưng như vậy chẳng phải là quá đủ hay sao? Nhưng người Mỹ lại nghĩ khác, kính thưa quý vị và các bạn. Họ truy cứu trách nhiệm của chính phủ ở một cái tầng sâu hơn. Sâu hơn là sao? Bởi vì công dân không được bảo vệ tốt, kẻ phạm tội lại trốn thoát, đó là lỗi của chính phủ. Có một nhà văn Trung Quốc, gốc Trung Quốc và sống ở Mỹ, thì vì một cái lý do xích mích mà đã đánh người ta và tự cho mình là có lý, anh ta sẵn sàng chấp nhận bỏ ra một cái khoản tiền phạt để đánh người, nhưng không ngờ rằng cú đấm của anh ta lại rất là nghiêm trọng đến cuộc đời của anh ta. Anh ta phải mất một số tiền rất là lớn để chi trả cho luật sư mới có thể đạt được thỏa thuận bồi thường với người bị hại. Còn phải bị phạt tù một ngày, 100 giờ công lao động công ích tại địa phương và phải phạt 2.000 đô. Anh ta bao biện rằng, việc đánh người tôi thừa nhận, nhưng tôi muốn xác nhận là tôi đánh người đó là việc quang minh chính đại, là có lý. Nói cách khác là người đó đáng bị đánh. Nhưng mà luật sư của anh ta lại cho anh ta biết rằng, anh hoàn toàn không hiểu gì về pháp luật ở Mỹ cả. Người ta có đáng bị đánh hay không thì lại là một chuyện khác, không liên quan đến cái vụ này. Quan tòa trong vụ kiện này chỉ muốn biết rằng anh có đánh người hay là không. Nếu người ta nợ nần tiền bạc của anh, hoặc người ta lừa đảo anh, hay là làm anh bị tổn thương về thân thể, tinh thần, anh có thể khởi kiện người ta. Đó là một cái vụ kiện khác. Thứ ba, điều thứ ba ở nước Mỹ, đó là quyền lợi của trẻ em và người già. Một bà mẹ đang bận rộn làm việc và nhất thời sơ suất, chẳng may làm con ngã xuống bể bơi và đứa bé qua đời. Đúng lúc đang đau đớn, khôn nguôi thì bà mẹ nhận được chat từ tòa vì tội lơ là chức trách. Không làm hết trách nhiệm của người giám hộ, bà đã phải đối mặt với một bản án hình sự. Nhiều người có thể cho rằng đây rõ ràng là không thấu tình đạt lý. Vừa mới chịu nỗi đau mất con, bà mẹ lại vì thế mà lại phải ngồi tù. Trên đời này làm gì có chuyện hoang đường như vậy. Lý do của quan tòa rất đơn giản: bà mẹ không làm hết chức trách của một cái, nên một sinh mạng đã mất đi ngoài ý muốn. Đây là điều pháp luật không cho phép. Một khi bà mẹ bị xử tù thì tác dụng răn đe của pháp luật sẽ khiến hàng ngàn hàng vạn bà mẹ khác phải tận tâm làm hết trách nhiệm trong công việc bảo vệ con cái. Người Mỹ quan điểm rằng khi bạn sinh ra một đứa con, trước tiên đứa bé đó phải thuộc về chính nó. Nó có vô số quyền lợi ngay từ khi sinh ra, sống trong xã hội này, kể cả nó có ý thức hay là không có ý thức, bất kể nó lớn lên thành người hay là không, thì xã hội này vẫn có tầng tầng lớp lớp pháp luật để bảo vệ cho nó. Quyền lợi của trẻ em đảm bảo sức khỏe của người già, quyền lợi của người yếu thế thực sự được công việc là công việc chủ yếu, là nhiệm vụ quan trọng của chính phủ. Cha mẹ một người bạn của tôi làm thủ tục định cư vĩnh viễn, có nghĩa là đã qua đây định cư khá là lâu rồi các bạn, về cái ngành khá là lâu rồi ha quý vị các bạn ha. Thì khi mà tham gia bảo hiểm thì tham gia bảo hiểm dành cho người già, bảo hiểm dành cho người già có nhiều cái gói bảo hiểm khác nhau. Thì khi bị bệnh thì được đi khám bệnh, ngay cả thuốc men cũng được gửi về tận nhà, thậm chí là lắp đặt kính lão, máy trợ thở, hoặc là được chính phủ mua cho tiền mua cho họ. Hơn nữa họ còn có thể đến các cái trung tâm hoạt động của người cao tuổi, được hưởng cái chế độ đãi ngộ và bảo vệ đặc biệt dành cho người già. Thì ở đây mình nói thêm với tất cả quý vị cô chú anh chị là một cái người già thì được hưởng những cái quyền lợi của người già. Ví dụ như sau khi kiểm tra một cái chỗ của ông bà thì cái người phụ trách của trung tâm của cái người lớn tuổi đã yêu cầu cái anh bạn của tôi cần phải cải tiến ba thứ. Thứ nhất là trên giường bệnh là phải lắp điện thoại, có thể với tay đến được. Phòng ngủ phải có đèn ngủ thấp, và bên bồn tắm thì phải có tay vịn an toàn bằng kim loại. Thì quý vị các bạn hãy thấy rằng là khi mà vô cái nơi mà dành cho người già thì họ thường thường có những cái điều kiện như vậy, hoặc là những cái người tàn tật, hoặc là những người khác. Thì khi mà cái người mà ở trung tâm này hỏi anh này thì anh này kể lại như thế này là người phụ trách nói là tôi đã biết hết rồi. Có nghĩa là cái anh chàng đi làm nói là tôi đã biết hết rồi, nhưng người phụ trách trung tâm nói chỉ biết thôi không được.
anh phải nói cho chúng tôi biết là khi nào anh đã sửa xong và chúng tôi sẽ phải đến kiểm tra. Thì đó là cái việc mà gọi là có người cho rằng đây là việc nhỏ, nhưng trên đời thực sự không có việc nào lớn hơn so với việc nhỏ này. Đó chính là coi trọng thực sự là công việc, coi công việc thực sự là công việc, coi con người thực sự là con người. Đó là câu chuyện liên quan đến trẻ em và người già. Thứ tư là phục vụ nhân dân. Ở đây mọi người thấy là truyền thông và nhà báo có thể là vua không ngôi. Ý nói là gì? Là nếu không có bài báo của các hãng truyền thông hoạch trình những cái xấu của chính quyền, lợi dụng chức quyền làm điều ám muội, hoặc là sẽ là chuyên chế, hoặc là tham nhũng, hoặc là cậy quyền ý thế, nhưng nhiều chính quyền thường lấy việc chống tội phạm để yêu cầu bảo mật thông tin, nên tha hồ lợi dụng chức quyền để làm điều gọi là mờ ám. Ở Mỹ, chỉ cần quý vị các bạn bỏ ra $10 để quý vị các bạn mua những cái thông tin hoặc là mua các cái bộ thu radio thì bạn có thể nhận được tất cả các thông tin của cảnh sát. Thì người kia, chuyện gì hả? Vậy thì cảnh sát còn có bí mật gì nữa à? Một người bạn mới đến Mỹ không tài nào hiểu được. Họ cần bí mật gì cơ chứ? Họ phục vụ chúng ta, có người trả lời. Thế thì chẳng phải là loạn hay là sao? Có gì mà loạn? Nếu công việc của cảnh sát, chỉ riêng cảnh sát biết, những người đã bắt rồi, những người thì cũng đã bị bắt rồi, việc cũng đã xử lý xong rồi, lúc đó mới thông báo cho các nhà báo hoặc là thông tin lên truyền thông, chúng ta mới biết, mới như thế, nó mới là loạn. Lúc đó ai biết được đó là thật hay là giả? Chỉ một câu đơn giản rằng họ phục vụ chúng ta đã đánh tan tất cả những cái cớ để lợi dụng chức quyền để làm điều mờ ám của những người mà thực thi quyền lực, trấn áp tội phạm, bảo vệ xã hội là trách nhiệm của chính quyền. Là trách nhiệm của chính quyền. Trấn áp tội phạm, bảo vệ là trách nhiệm của chính quyền. Làm thế nào để bắt tội phạm trước con mắt của rất là nhiều người, làm thế nào để ngăn chặn quyền lực, phòng chống lợi dụng chức quyền là điều mà đó là cái quyền của tất cả mọi người. Và còn cái việc mà bắt như thế nào, làm như thế nào trước tất cả mọi người, đó là quyền lực của chính phủ phải tự giải quyết. Chính phủ phải phục vụ nhân dân là vấn đề nguyên tắc. Thứ năm là sự quyết định của các tầng lớp bên dưới. Tại sao lại là các tầng lớp bên dưới? Thì nước Mỹ là một nước xã hội được xây dựng trên theo hướng từ trên xuống dưới, quý vị các bạn. Có sự ủng hộ của nhân dân, thành thị thì bạn hoặc là quý vị các bạn có thể trở thành là thị trưởng, là lãnh đạo thành phố. Có sự ủng hộ từ cử tri bang thì quý vị các bạn có thể làm được là thống đốc bang hoặc là nghị sĩ. Có sự ủng hộ của cử tri toàn quốc thì quý vị các bạn có thể trở thành tổng thống. Đây là khác biệt lớn nhất giữa các xã hội Trung Quốc, xã hội Mỹ và xã hội Trung Quốc. Cơ chế này làm cho của Mỹ làm cho người dân sống thẳng thắn, mạnh mẽ. Thái độ của quan chức vì dân phục vụ không còn phải cần phải đi học tập giáo dục, bởi vì bản thân cử tri là sợi dây sinh mạng của quan chức. Thì quý vị các bạn cũng thấy những cái ví dụ gần đây, ví dụ như là ở Seattle hoặc là ở Minneapolis, hoặc là một cái câu chuyện ở San Francisco, thì ở một cái nơi mà có thể các bạn không tưởng, ví dụ như ở thành phố San Francisco, họ không làm đèn đường, không mở cửa hàng, cửa hiệu. Việc này ngay cả thống đốc và tổng thống cũng không thể can thiệp được. Cư dân của thành phố này đã căn cứ vào đặc điểm địa lý đặc thù và nhu cầu cuộc sống, và họ đã tự thông qua những cái điều đó. Rồi, điều thứ 6 đó là tam quyền phân lập, quý vị các bạn. Tam quyền phân lập là gì? Thì Mỹ là một quốc gia có 3 cấp lập pháp, đó là quốc gia, bang và thành phố. Mỗi cấp ban hành luật pháp, quyền và trách nhiệm của riêng mình. Pháp luật quốc gia lấy nhân quyền làm nguyên tắc, quản lý các cái phương châm đối nội, đối ngoại, các chính sách lớn. Lập pháp bang lấy nhân tính làm cơ sở, xử lý các tranh chấp dân sự, hình sự. Luật pháp thành phố thì tôn trọng tình hình thực tế của dân và gìn giữ bản sắc truyền thống. Ba cấp lập pháp không phải quan hệ trên dưới trực thuộc, mà mỗi cấp có trách nhiệm và chức trách riêng của mình, cũng như là
dưới như cá dưới nước, phân tầng rõ ràng, tầng trên, tầng giữa, tầng dưới cũng có ba loại thức ăn khác nhau, không can thiệp vào nhau. Nếu bất chợt có những tranh chấp hoặc là xung đột thì trái lại pháp luật cấp thấp sẽ có tác dụng quyết định. Đạo lý này không khó giải thích. Càng là pháp luật thấp hơn thì cấp thấp thì lại càng gần hơn với người dân, hợp tình với người, với tình người, mà pháp luật cấp cao do tính trừu tượng của nó đã mất đi tính khả thi. Điều theo chiều dọc thì ba cấp lập pháp, mỗi cấp giữ những cái chức chức vụ và gọi là chức phận của mình. Chiều ngang thì pháp luật bang, pháp luật thành phố, địa hạt cũng như nhau. Đó là nguyên nhân lý do vì sao Mỹ không có bộ giáo dục. Các luật hôn nhân, giao thông, thuế, dân sự, hình sự của các bang ít nhiều đều có sự khác nhau. Hệ thống ấy được vận hành ở một quốc gia khác có lẽ sẽ gây loạn không chừng, nhưng người Mỹ ở tầm lớn thì khẳng định nhân quyền, ở tầm trung thì thừa nhận nhân tính, và ở tầng thấp thì tôn trọng nguyên tắc của địa phương, đã đáp ứng được mối quan hệ trên mọi lĩnh vực, đã vận hành chế độ ba cấp lập pháp thành thục điêu luyện. Một cái người khác nữa sau khi mà đến Mỹ đã cảm khái nói rằng suốt 20 năm nay đi sâu vào xã hội Mỹ, tôi không ngừng phát hiện thấy rằng thiết kế chế độ của xã hội ở Mỹ hoàn toàn là giải quyết các vấn đề có thể xảy ra của người dân. Cũng có thể nói rằng trong xã hội này, bất kể anh có thể xảy ra chuyện gì, rất khó mà cảm thấy mình lâm vào bước đường cùng, luôn luôn có con đường để các bạn đang chờ đợi. Có lẽ đó chính là lý do giải thích vì sao ở bất kể nhân tài hay kẻ bất tài, người khôn hay kẻ dại đều muốn đi định cư sang Mỹ. Đây là quốc gia mà bạn không phải bị cảm thấy rơi vào bước đường cùng. Thì đây là một bài viết ở trên báo, và Đức Vũ đã tạm dịch để cho chúng ta có câu hỏi, có một cái nhìn các bạn ha. Đây là một cái bài của người nước ngoài họ viết thôi. Mình cảm thấy rằng để giải thích rõ hơn, một số các bạn đã đang trao đổi, đang có những cái hỏi Đức Vũ hay là hỏi trên cái kênh Đức Vũ USA, và Đức Vũ muốn giải thích thêm để quý vị các bạn hiểu rõ hơn về cuộc sống ở Mỹ, về những cái ở Mỹ. Thực ra thì cái bài này nó không phải chân thực giống như là Đức Vũ chia sẻ những cái thực tế, nhưng mà để cho quý vị các bạn hiểu rõ hơn, sống ở Mỹ nó có còn nhiều thứ lắm, và tại sao tổng thống không làm ăn gì được ở những cái tiểu bang hoặc là các cái thành phố các bạn, bởi vì ở đó là do thị trưởng, nếu mà là thành phố hoặc là các tiểu bang là do các thống đốc họ ban hành, họ xử lý, họ có những quy định ở các tiểu bang đó. Thì đó là những cái thông tin mà Đức Vũ muốn chia sẻ truyền tải trong cái câu chuyện ngày hôm nay. Tại sao nước Mỹ lại là nơi đáng sốc nhất trên thế giới? Có thể nó hơi trừu tượng, có thể nó hơi quá, nhưng đó là những cái tâm sự thật sự của cái người viết cái bài này. Và Đức Vũ đã tạm dịch, có thể cái bài dịch của Đức Vũ nó không được hay lắm, nhưng cũng đem truyền tải hết được những thông tin đến quý vị. Bây giờ thì xin chào tạm biệt, hẹn gặp quý vị các bạn trong những video tiếp theo, và quý vị hãy nhớ nhấn like và share cho Đức Vũ nhé. Xin trân trọng cảm ơn và kính chào quý vị và các bạn. Bye bye.